trao cờ và hát quốc ca. Phần thứ hai tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Phần thứ ba báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của cộng đồng dân cư năm 2023, phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động năm 2023. Bốn là đọc quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2023 của Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành. Năm là các đại biểu trao đổi và thảo luận. Sáu là mời lãnh đạo cấp trên tặng quà. Bảy là phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ của ban tổ chức, ban công tác mặt trận và ban cán sự giáo. Và bây giờ là đến giờ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các đồng chí đảng viên, các đồng chí cán bộ cùng toàn thể nhân dân chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ, các đồng chí đảng viên cùng toàn thể nhân dân, chấp hành và thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Thành. Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2023, trong không khí cả nước tưng bừng tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Chi ủy chi bộ 10, ban công tác mặt trận, ban cán sự xóm cùng toàn thể nhân dân trong 10 tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2023. Về dự lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của đồng chí Cao Đức Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Thành. Chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Thành. Chúng ta nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí đảng viên, các đồng chí cán bộ cùng toàn thể nhân dân đã có mặt trong lễ kỷ niệm trong thế này. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Căn cứ vào tình hình cách mạng những năm đầu của thế kỷ 20, Bác Hồ muôn vàn kính yêu và Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930. Chúng ta đời đời nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Trải qua 93 năm lịch sử vẻ vang và chói lọi với truyền thống anh hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức và thực hiện mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vì độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới sự nghiệp cách mạng qua từ thời kỳ lịch sử của cách mạng, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Ban tổ chức xin khai mạc lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban tổ chức xin gửi đến quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng trân trọng.
trọng nhất và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin thay mặt ban công tác mặt trận báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh năm 2023. Về công tác tư tưởng chính trị, năm 2023 99% gia đình thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, giao nộp thuế quỹ cho nhà nước và địa phương đạt 100%. Nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tập trung sản xuất thâm canh, tăng nhanh vòng quay của quỹ đất, chọn lọc giống cây trồng có giá trị hàng hóa cao theo tín hiệu thị trường, phát triển, tìm kiếm nhiều việc làm dịch vụ, tăng thu nhập, nhiều ký ốt, hàng tạp hóa, hàng ăn, ngày mở rộng và phát triển. Chăn nuôi gia súc gia cầm, đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ các ngành nghề khác đều phát triển ổn định và khá, năm sau cao hơn năm trước. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, công tác văn hóa xã hội, phong trào nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng phát triển, lan tỏa. 99,4% gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2023. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên liên tục phát triển ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Các chi hội người cao tuổi, cựu chiến binh, nông dân, câu lạc bộ bà nội bà ngoại, câu lạc bộ cựu quân nhân đều có nhiều buổi giao lưu thể dục dân vũ, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi. Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thanh thiếu niên đã tham gia hội tài thi nghi thức văn nghệ do đoàn xã tổ chức. Năm 2023, tổ dân cư số 4 xây dựng được 280 mét đường bê tông mới. Tổ dân cư số 10 xây dựng được 280 mét đường bê tông mới. Tổ số 9 xây dựng được 130 mét đường bê tông mới. Xin biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Gia đình anh Đầu Công Trương, gia đình anh Hoàng Tuấn Công, gia đình anh Nguyễn Viết Xuân, gia đình anh Cao Văn Đoàn, gia đình ông Hoàng Tất Thành, gia đình ông Đầu Công Giang. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã trở thành món quà tinh thần vô giá của toàn thể nhân dân. Về lĩnh vực giáo dục, 100% các cháu trong độ tuổi đến trường ở các bậc học, số học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Nhân dịp Tết Trung Thu, nhân dân chúng ta đã tổ chức tặng quà cho tất cả các cháu đạt các danh hiệu thi đua của tất cả các trường. Công tác xã hội, quỹ từ thiện, quỹ ủng hộ quỹ chữ thập đó được 3.985.000 đồng, ủng hộ quỹ làm mới và sửa chữa nhà cho người nghèo 6.305.000 đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình gặp khó khăn của trong hoàn cảnh đặc biệt là 12 lượt. Nhân dịp ngày đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc xã đã tặng 5 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chi ủy, Ban công tác Mặt trận và Ban cán sự xóm sẽ trao quà. Nhiệm vụ an ninh và quốc phòng, tình hình an ninh trật tự và quốc phòng năm 2023 giữ vững và ổn định. Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 là 11 thanh niên, nhập ngũ là 2 thanh niên. 10 tổ dân cư tự quản hoạt động tích cực, nhiệt tình, bảo đảm hương ước của làng đề ra. Phần thứ hai, phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu năm 2023, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, sáng xanh sạch đẹp. Phấn đấu 99,8% hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Phấn đấu 99,8 gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2024. Ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên cùng toàn thể nhân dân phát huy truyền thống nâng cao hơn nữa vai trò vị trí trách nhiệm, quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh, tiếp tục phát triển ổn định bền vững sản xuất nông nghiệp, tìm kiếm phát triển các loại hình dịch vụ và ngành nghề khác. 6. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn xuống 1%. 7. 100% thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 8. Phát huy vai trò tổ an ninh và tổ tự quản. 9. Các tổ chức thành viên đoàn thể của Ban công tác mặt trận năm 2024 đạt
4 chi hội xuất sắc, 1 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 10 chủ động phòng chống thiên tai và dịch vụ cho người và gia súc gia cầm. 11 thực hiện chủ trương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 12 xây dựng môi trường cộng đồng dân cư sáng xanh sạch đẹp. 13 tăng trưởng kinh tế từ 11 đến 12%. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có được kết quả trên đây trước hết là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo xã nhà, các đồng chí đảng viên, các đồng chí cán bộ công chức, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân. Con em lao động trong và ngoài nước đã đoàn kết, tích cực, đồng tâm, đồng thuận, chung tay xây dựng làng xóm chúng ta trở thành khu dân cư tiên tiến, khu dân cư nông thôn mới, kiểu mẫu, đô thị văn minh. Trong giờ phút tạm đài này, chúng ta ghi nhớ và tôn vinh sự đóng góp công lao to lớn của nhiều thế hệ cha anh đi trước, xây dựng cộng đồng dân cư chúng ta ngày càng phát triển khang trang, văn minh, hạnh phúc, thân thiện. 3. Ban công tác Mặt trận thiết tha kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư chúng ta phát huy truyền thống cách mạng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng tâm, đồng thuận, ra sức nỗ lực, chung tay xây dựng khu dân cư chúng ta ngày càng vững mạnh, toàn diện và hạnh phúc. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình là xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Đức Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Thành lên trao quà. Trần Thị Hồng, Thái Thị Diên, Lê Thị Toan, Trần Thị Hồng, Đầu Thị Kết, Cao Thị Quế. Đề nghị chúng ta cho một tràng tay của Cao Văn Trần Trai để... Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu gia đình anh Hoàng Đầu Thành là ngư dân đánh bắt thủy hải sản bị ảnh hưởng thiệt hại về tài sản năm 2023 trở về sân khấu để nhận xuất quà hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Thành. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Đức Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Thành và tặng xuất quà của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho gia đình anh Hoàng Đầu Thành. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Cao Đức Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Thành. Tiếp theo chương trình, để xin trân trọng giới thiệu ông Cao Bá Quý, xóm trưởng, lên đọc danh sách các hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2023 của Ủy ban Nhân dân xã Diên Thành. Kính thưa ông Cao Đức Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận quốc xã Diên Thành. Kính thưa đoàn đại biểu Hội đồng Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Diên Thành. Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể bà con nhân dân làng Trung Hà xóm 10. Tôi xin thay mặt Ban Cán sự xóm đọc quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Thành về danh hiệu gia đình văn hóa năm 23 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân xã Diên Thành số 209 QĐ UBND Diên Thành ngày 10 tháng 11 năm 2023 theo đề nghị sẽ tặng danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 của xóm trường xóm 10. Điều 1, công nhận các gia đình trong danh sách kèm theo quyết định này đạt gia đình văn hóa năm 2023. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã, xóm trường xóm 10, các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hồ Thị Tâm đã ký. Xin phép với toàn thể bà con nhân dân là xóm ta năm nay được duyệt là 219 hộ gia đình văn hóa có danh sách kèm theo, tỷ lệ đạt của xóm ta là trên 97,8%.
đây là một cái điều đáng mừng của làng văn hóa chúng ta. Nó một làng đã có cái văn hóa đã là đầu tiên của xã Trần Thành. Vậy thay mặt xóm và tôi cũng xin chúc mừng toàn thể bà con nhân dân đã hết sức nỗ lực cùng với ban công tác mặt trận, ban xóm và toàn nhân dân đã nỗ lực để phấn đấu để đạt được kết quả này. Rất xin chúc mừng toàn thể bà con nhân dân. Và ở trong cái kết quả này thì ta có được là cái tỷ lệ mà nhà gia đình văn hóa tiêu biểu thì hiện năm nay thì trong ban công tác mặt trận xóm và toàn thể ban cán bộ ban đã xét duyệt hiện nay là có 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Vậy tôi xin đọc là gia đình văn hóa tiêu biểu của xóm ta trong năm 23 này. Một là gia đình anh Nguyễn Việt Xuân, hai là gia đình anh Hoàng Tấn Công, ba là gia đình anh Đầu Công Trương, bốn là gia đình chị Lê Thị Thảo, năm là gia đình anh Cao Văn Đoàn, sáu là gia đình ông Hoàng Tất Thành. Đây là có 6 gia đình văn hóa tiêu biểu của năm nay. Xin chúc mừng các gia đình mà rất mong sẽ có nhiều hồ năm tới, sẽ có nhiều hồ nữa. Xin chân thành cảm ơn bà con. Xin chân thành cảm ơn ông Cao Văn Quý, xóm trưởng xóm 10, trưởng ban chỉ đạo phong trào văn hóa của xã, của xóm và gia đình. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân chúng ta đứng dậy để là chúng ta chào cờ kết thúc buổi lễ. Chào cờ, chào. Thôi, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí đảng viên, các đồng chí cán bộ cùng toàn thể nhân dân buổi lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đây là kết thúc.